đặt ảnh đàn nữ đánh đấm cực ngầu, Thúy Ngân, Lăng Ngọc, ai mới là chị đại đỉnh hơn? Chúng ta đã quá quen với các vai diễn yểu điệu, hiền lành, dịu dàng và nữ tính của Thúy Ngân và Lăng Ngọc qua các bộ phim như Cây Táo Nở Hoa, Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu hay Gạo Nếp Gạo Tẻ. Và việc chuyển mình của Thúy Ngân, Lan Ngọc qua các vai diễn khác có phần cá tính mạnh mẽ hơn như thế nào? Chúng mình cùng điểm qua những khoảnh khắc cá tính mạnh mẽ của Lan Ngọc và Thúy Ngân qua loạt phim hành động nhé. Thúy Ngân, Hải Đường Trong Gió. Hải Đường Trong Gió là bộ phim hành động xoay quanh Hải Đường, Thúy Ngân, một cô gái thanh xuân bất hạnh bị cha dượng là ông Dần, Trung Dũng vu oan phải vào tù. Sau nhiều biến cố, Hải Đường vì muốn phục thù đã gia nhập thế giới ngầm, trở thành chị đại điều hành đường dây kinh doanh quán bar, vũ trường. Cô được đại tỷ Ngân Quỳnh trọng dụng. Kể từ đó, Hải Đường đắm chìm trong cơn hận thù không hồi kết. Trong phim, Thúy Ngân có hình tượng đàn nữ đầy mạnh mẽ, cô vượt qua khắc nghiệt của cuộc đời, đứng dậy chống lại những kẻ đã hãm hại mình. Đứng giữa lằn danh thiện ác, Hải Đường quyết không để bản thân biến chất. Với vai diễn này của Thúy Ngân đã cho thấy nét diễn xuất khác vô cùng ấn tượng của mình với một vai diễn hoàn toàn mới mẻ với bản thân của Thúy Ngân. Lan Ngọc, Găng Tay Đỏ. Phim xoay quanh một nữ sát thủ mang bí danh No Seven, Ninh Dương Ngân Ngọc thủ vai. Cô được đào tạo từ bé trong tổ chức ngầm, luôn đeo một đôi găng tay đỏ. No Seven được chỉ định ám sát một ông trùm ma túy trong lốt doanh nhân tên Huỳnh Đại, Hoàng Sơn đóng. Nhiệm vụ thất bại, cô bị ông chủ của mình lẫn đàn em là Huỳnh Đại truy lùng. Tình cờ thì cô gặp Hồng Việt, Quang Sự đóng và được anh hỗ trợ trong những lần chạm trán kẻ địch. Từ đó, nữ sát thủ cũng bắt đầu tìm lại chính mình. Lan Ngọc hóa thân thành một sát thủ giết người không chớp mắt với những pha đua xe, bắn súng và hành động kịch tính. Hình tượng đàn nữ của bóng hồng sinh năm 1990 gây chú ý với những phân cảnh đánh đấm mạnh mẽ kiên cường. Nét diễn xuất của Lan Ngọc trong phim cũng cho ta thấy được sự đa dạng trong lối diễn xuất của người đẹp trên màn ảnh. Tuy mới mẻ nhưng vẫn giữ được thần thái và chất Lan Ngọc trong đó. Ngô Thanh Vân, Dòng Máu Anh Hùng. Ngô Thanh Vân từ lâu đã là cái tên quen thuộc với dòng phim hành động bom tấn cháy nổ. Trong Dòng Máu Anh Hùng là bộ phim đã giúp cô thăng hạng trong sự nghiệp diễn viên. Phim lấy bối cảnh năm 1922 khi thực dân Pháp đô hộ Việt Nam. Lúc này sĩ quan mật thám Lê Văn Cường, Johnny Chí Nguyễn và cô con gái của thủ lĩnh nghĩa quân Thanh Thúy, Ngô Thanh Vân vai kẻ vai trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp, đưa dân nảy sinh tình cảm. Đây là tác phẩm do Charlie Nguyễn đạo diễn và sản xuất. Qua các bộ phim cho ta thấy nét diễn vô cùng là cá tính mạnh mẽ, mang đậm chất của Ngô Thanh Vân đúng chuẩn đàn nữ Việt Nam. Bạn thấy sao về dàn đàn nữ Việt? Trong số họ ai mới là người bạn mà thích nhất? Cùng để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé.